hôm nay em qua gặp anh Quang á là tính nhờ ảnh thử sản phẩm mới của công ty. Thì là tiếc quá. Vậy thôi vậy. Bữa nay sẵn có chị ở nhà, em nhờ chị thử giùm em được không? Rồi, để thử giùm cho. Sản phẩm này là sản phẩm gì vậy cậu? Dạ, đây là sản phẩm mới của công ty, sản xuất trên một cái dây chuyền rất là hiện đại. À, chị để tan nha. Bao bì đóng gói của bên mình làm đẹp quá nha. Nhìn là thấy bắt mắt rồi đó. Dạ đây, em mời chị thử. Hy vọng là sản phẩm này khi được tung ra thị trường thì sẽ chiếm được tình cảm của người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực miền Tây. Tôi cũng tin là sẽ chiếm được người. Vũ thêm đi. Thật sự rất là ngon á. Chị sao vậy? Chị ơi! Cho nên mới... Cô im đi! Còn cô? Anh bất tình em! Em với cậu ta không có làm gì hết! Anh bất tình em à! Cô phải thừa nhận! Anh bất tình em! Em không có mà! Thảo cá mà! Mày có thừa nhận mày đang quan tình như nó không? Quan không? Ông ngồi đi! Bình thường ông đã đối xử không tốt với cô ấy rồi, bây giờ còn dở thói hành hung. Ông làm chồng kiểu vậy đó hả? Nói chồng biết, tôi và Thủy không hề xảy ra chuyện gì với nhau. Để bây giờ tôi cho nghe cái này, lúc đó thì ông sẽ biết người ra đi là ai. Nghe đi. Tôi muốn lấy tiền cô ta, tôi muốn bán cậu một tiền. Hồi nãy giờ tôi ở nhà một mình, cậu hãy làm chồng cô ta. Ông kêu tôi làm nhục vợ của mình, tính xấu của ông thì tôi đã nghe nhiều rồi, cho nên tôi mới tương kế tụ kế để đưa ông vô cầu. Đừng cậu, có gì chúng ta thương lượng lại. Tôi cho cậu tiền. Tiền nè, tôi cho cậu tiền nè. Tiền đúng không? Tiền thì ai cũng cần. Những đồng tiền dơ bẩn của ông tôi không cầm. Đồ hủy đợi. Đồ vô đến gì? Anh đợi mình đi nói chuyện với con sổ của tôi đi. Thủy, xong đi nước thì tôi không còn nhớ gì nữa. Sáng ngủ dậy thì tôi đã thấy tôi nằm trên giường với cậu rồi. Đêm qua cậu có làm gì tôi không? Cậu nói thiệt đi, tôi không giận đâu. Chị thiệt vời lắm.